Trung tâm cây giống Tam Đảo xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm cây giống Tam Đảo. Thì nhân dịp đầu xuân năm mới, mình xin chúc các bạn và gia đình mình có một năm mới làm ăn phát đạt và sức khỏe dồi dào. Thì video hôm nay mình sẽ mang để giới thiệu cho các bạn về cây trầm hương và làm sao để tạo được trầm cho cây trầm hương gió bào này. Thì giới thiệu sơ qua về cái cây trầm hương thì cây này cũng là khá quen thuộc với chúng ta rồi. Vì vậy mà công dụng cũng như được ưa chuộng rất nhiều trên thị trường. Thì đặc điểm của cái cây trầm hương này, đây là một cái loại cây gỗ lớn có độ cao trung bình khoảng từ 15 cho đến 25 mét. Thân cây có đường kính khoảng 60 cm với màu xám, vỏ nhẵn. Bên ngoài đó là thịt gỗ màu vàng nhạt. Phiến lá thì cành non, cuống lá cũng có lông mềm. Về hoa thì hoa mọc thành chùm ở lách lá, có hình chuông và có lông ở miệng. Ở Việt Nam thì khoảng tháng 2 cho đến tháng 3 là sẽ có hoa, đến khoảng tháng 6 đến tháng 7 là quả sẽ chín. Cái cây trầm hương gió bầu này thì thường được phân bố ở vùng Đông Nam Á và đảo New Zealand. Việt Nam thì có trữ lượng trầm vô cùng là lớn. Ở nước ta thì gió bầu được phân bố rộng khắp ở vùng Bắc và Nam. Trong đó thì các tỉnh như Khánh Hòa thì được coi là xứ sở của trầm hương. Thì trầm hương thì có rất là nhiều phương pháp để tạo trầm. Đối với trầm hương có được tạo tự nhiên thì thường sinh ra do các vết thương của cái cây gió bầu. Nhưng không phải là cây nào cũng có thể sinh ra. Vì vết thương của cây gió bầu sau khi đọng lại sẽ tiết ra một lượng nhựa để bảo vệ xung quanh vết thương. Nhựa tiết ra thời gian sẽ trở nên đậm đặc và có mùi hương thơm. Và dĩ nhiên là sẽ thu hút rất là nhiều loại kiến đến ăn. Trải qua một thời gian rất là dài, thiên thời địa lợi thì chịu ảnh hưởng của tác động thiên nhiên thì trầm hương sẽ được sinh ra. Trầm càng được tạo lâu thì sẽ có giá trị vô cùng lớn. Còn đối với cách tạo trầm nhân tạo thì cũng giống như trầm hương tự nhiên, thì sự tự tạo ra vết nhựa cho cây gió để cho cây gió này có thể tạo trầm bằng những cái vết thương có thể như là đục, bằng những cái tác động của con người, hoàn toàn không trải qua những cái như kiểu là gió mưa bão bùng gì vậy. Thì có thể là tiêm thuốc, có thể là tạo một vết thương bằng cách đục ở trên những cái thây, những cái lỗ lớn để cho cái cây nó tiết ra những cái nhựa để tụ lại thành trầm. Các bạn nếu mà các bạn không tạo trầm cho cây trầm hương ấy, thì tỷ lệ cây trầm hương có trầm thì cũng rất là thấp. Thì đối với những người đã chơi trầm lâu năm ấy, thì họ có thể phân biệt được cái rất nhiều cái loại trầm và họ sẽ đánh giá được rất nhiều cái lượng trầm như nào là có giá trị. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây là vườn cây giống trầm hương của bên mình. Hiện tại thì bên mình đang nhân giống rất là nhiều cây giống trầm, không chỉ ở đây mà trong kia nữa bên mình cũng có rất là nhiều cây giống trầm hương để phục vụ cho bà con. Đây các bạn có thể nhìn thấy cây cây này là vụ mới nên cây rất là đẹp, cây cao khoảng 30 cm. Các bạn trồng thì mang về trồng thì cây phát triển rất là tốt nhé. Thì không chỉ có trầm hương, hiện tại thì bên trung tâm cây giống Tam Đảo bên mình còn nhân giống rất nhiều các loại cây giống, từ những cái cây dược liệu phổ biến đến những cái cây lâm nghiệp. Bên mình còn cung cấp rất là nhiều cái cây công trình để phục vụ cho các công trình lớn. Nếu các bạn đang có nhu cầu mua cây giống trầm hương để trồng phát triển kinh tế thì có thể liên hệ trực tiếp cho bên trung tâm cây giống Tam Đảo bên mình để được tư vấn và báo giá một cách cụ thể nhé. Thì việc báo giá thì mình không tiện báo giá trên những cái video này. Thì nếu các bạn muốn thì các bạn liên hệ thì mình sẽ báo giá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.